Xin chào anh em đã quay trở lại với Maskill, và ngày hôm nay thì vẫn sẽ như thường lệ, bọn mình sẽ tiếp tục gửi tới cho anh em những tin tức công nghệ đáng chú ý. Ngay sau đây, đến với thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, Sharp ra mắt Aquos R8 Series. Sharp vừa giới thiệu tại thị trường quê nhà Nhật Bản thành viên smartphone cao cấp mới trong dòng Aquos R8. Đây là lần đầu tiên thương hiệu Nhật Bản ra mắt biến thể Pro dành cho smartphone hàng đầu của họ. Dẫu vậy, Aquos R8 Pro cũng chỉ đơn giản là bản kế nhiệm của Aquos R7 trước đó. Phiên bản Aquos R8 tiêu chuẩn sở hữu các khả năng cơ bản hơn cùng cấu hình thấp hơn. Cũng giống như là các phiên bản trước, điểm nổi bật chính của Aquos R8 Pro chính là màn hình và camera. Lưu ý rằng Sharp là OEM duy nhất được biết đến ngoài Xiaomi sử dụng máy ảnh được điều chỉnh bởi Leica cho thiết bị cầm tay của mình. Trên thực tế thì Sharp cũng bán smartphone Leica với tên gọi Leica Lake Phone. Về cơ bản chỉ là bản sửa đổi thương hiệu của thiết bị cầm tay dòng Aquos R. Aquos R8 Pro có thể ra mắt với tên gọi là Leica Lake Phone 3 vào cuối năm này. Quay trở lại với dòng Aquos R8, chúng được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 2 kết hợp với RAM LPDDR5X và bộ nhớ trong UFS 4.0. Cả hai đều đi kèm dung lượng lưu trữ là 256GB, hỗ trợ mở rộng qua thẻ microSD. Sự khác biệt ở chỗ là RAM trên mẫu tiêu chuẩn là 8GB, trong khi trên mẫu Pro là 12GB. Mặc dù có jack cắm tai nghe 3.5mm, nhưng điện thoại được chứng nhận IP68 về khả năng chống bụi và nước. Chúng cũng cung cấp loa âm thanh nổi kép hỗ trợ Dolby Atmos và cảm biến vân tay dưới màn hình. Bản Pro sử dụng cảm biến siêu âm. Các thiết bị cầm tay này trang bị màn hình Pro định dù OLED 10 bit với tốc độ làm mới từ 1Hz đến 240Hz và hỗ trợ nội dung Dolby Vision. Tấm nền trên Aquos R8 Pro có kích thước là 6.6 inch và cung cấp mức độ sáng tối đa là 2000 nit và độ phân giải là WUXGA cộng 2730x1260 pixel. Với bản Aquos R8 thông thường, nó có màn hình 6.4 inch, độ sáng là 1300 nit và độ phân giải là Full HD cộng 2340x1080 pixel. Tương tự thì Aquos R8 Pro trang bị camera chính Sony IMX989 1 inch 47.2 megapixel với ống kính zoom macro, trong khi Aquos R8 Pro có camera chính là 50.3 megapixel 1:1.55 inch với ống kính Hector. Điều thú vị là chỉ mẫu tiêu chuẩn có camera siêu rộng 13 megapixel, trong khi mẫu Pro đi kèm với cảm biến quang phổ 14CH, một tính năng mang đến các bộ lọc từ các thương hiệu như là Elecom và Loop. Ngay cả các camera phía trước cũng khác nhau giữa hai kiểu máy. Aquos R8 đi kèm cảm biến 8 megapixel, trong khi Aquos R8 Pro đi kèm cảm biến 12.6 megapixel. Aquos R8 Pro và Aquos R8 được vận hành trên nền tảng Android 13 và hứa hẹn nhận 3 bản cập nhật Android cũng như cập nhật bảo mật lên đến 5 năm. Mẫu Pro có thỏi pin là dung lượng 5000 mAh, trong khi mẫu thông thường có pin là 4570 mAh. Giá của các thiết bị sẽ được công bố khi chúng lên kệ vào tháng 7 tới đây. Chuyển tiếp sang một thông tin thứ hai của ngày hôm nay, Xiaomi 13 mất giá tới 6 triệu đồng sau một ngày. Giá bán của các tùy chọn thuộc Xiaomi 13 Series chưa bao giờ tốt như hiện nay, với mức giảm từ 5,5 triệu đồng. Cụ thể thì tham khảo ngày 9 tháng 5 vừa qua, giá của hầu hết các dòng smartphone Xiaomi đang có trên thị trường đều đang giảm giá. Trong đó thì giảm sốc nhất là các sản phẩm thuộc Xiaomi 13 Series như là Xiaomi 13 và Xiaomi 13 Pro với mức giảm 5,5 triệu đồng so với tháng trước. Mức giảm này đã sâu hơn 2,5 triệu đồng. Ngoài ra thì Xiaomi Redmi Note 12 Series mới ra mắt tháng trước mà không có giảm giá, tới tháng này đã được giảm 500.000 đồng cho cả Redmi Note 12 và Redmi Note 12 Pro, tương ứng còn 4,49 triệu và 8,99 triệu đồng. Redmi Note 12 sở hữu thiết kế kim loại nguyên khối siêu mỏng, một lần nữa làm hài lòng người dùng với những cải tiến công nghệ vượt trội không thể không kể đến, như là bộ ba camera AI với camera chính có độ phân giải 50 megapixel. Người dùng có thể trải nghiệm đa dạng các thể loại nhiếp ảnh và video với chất lượng xuất sắc. Camera trước 13 megapixel cũng là điểm nhấn ấn tượng, không chỉ tạo nên những bức ảnh selfie ấn tượng mà còn là chất liệu tuyệt vời để cho ra đời những video ngắn sắc nét. Thời lượng pin và tốc độ sạc là điểm vượt trội khi mà Redmi Note 12 được trang bị viên pin là 5000 mAh cùng sạc nhanh 33W, có thể sử dụng suốt cả ngày dài chỉ sau 22 phút sạc, mang đến trải nghiệm liền mạch cho người dùng. Màn hình AMOLED sắc nét với tần số quét 120Hz mang đến trải nghiệm mượt mà và tốc độ phản hồi nhanh nhạy hàng đầu phân khúc. Với độ sáng 1200 nit và tiêu chuẩn điện ảnh kỹ thuật số 100% DCI-P3, mọi hình ảnh và thước phim hiển thị trên màn hình đều sống động đến kinh ngạc. Xiaomi không chỉ tập trung cấu hình tốt nhất cho sản phẩm cao cấp như là truyền thống, mà các thiết bị Xiaomi 13 Series đã đầu tư hơn vào camera khi mà hợp tác với Leica, vào thao tác trải nghiệm người dùng trên MIUI 14 mới. Và đến với thông tin cuối cùng của ngày hôm nay, iPhone 14 gây thất vọng như iPhone SE 1. Apple vừa báo cáo doanh thu iPhone quý 1 kỷ lục. Tuy nhiên, theo trang web đánh giá sản phẩm Perfect Track, dòng iPhone 14 đã phải chịu sự sụt giảm lớn nhất về mức độ hài lòng của khách hàng kể từ năm 2012. Từ năm 2012 đến 2021, mức độ hài lòng về iPhone đã tăng lên hoặc là không thay đổi mỗi năm. Kỷ lục đó đã kết thúc với iPhone 14 của năm 2022. Perfect Track cho hay,
không chỉ iPhone 14 không đáp ứng được kỳ vọng mà cả iPhone 14 Pro và Pro Max đều khiến người dùng thất vọng hơn so với các mẫu 13 Pro và 13 Pro Max của năm trước. Trang web đã xem xét tỷ lệ các bài đánh giá dành cho mẫu iPhone tiêu chuẩn mỗi năm và xếp sao đánh giá. 69% đánh giá cho iPhone 4 năm 2010 đều là xếp hạng 5 sao, con số đó giảm xuống còn 65% đối với iPhone 5, sau đó là 69% cho iPhone 6. Sau khi iPhone 7 năm 2016 nhận được xếp hạng 5 sao với 70%, iPhone X của năm 2017 đã chứng kiến tỷ lệ xếp hạng 5 sao tăng vọt lên 74%. iPhone 8 ra mắt cùng năm đã đạt được xếp hạng 5 sao với 71%. 2 năm sau, iPhone 11 đã đạt được xếp hạng 5 sao với 78% đánh giá và tỷ lệ này đã tăng lên 80% với iPhone 13. Nhưng tới iPhone 14, chỉ nhận được 72% đánh giá đạt mốc 5 sao, tức là tương đương với chiếc iPhone SE thế hệ đầu và trung mâm với nỗi nhục mang tên là iPhone 5C cách đây hơn 10 năm. Thêm vào đó thì tỷ lệ đánh giá 5 sao của iPhone 14 Pro đã giảm từ 84% của iPhone 13 Pro vào năm 2021 xuống còn 76%. Và trong cùng thời gian, 86% đánh giá 5 sao của iPhone 13 Pro Max năm 2021 đã giảm xuống còn 80% cho iPhone 14 Pro Max. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Trang web cho hay, lý do cho xu hướng đánh giá 5 sao khá đơn giản, điện thoại đang trở nên tốt hơn mỗi năm. Nhưng vào năm ngoái, Apple đã quyết định sử dụng lại chip A15 Bionic trên các mẫu iPhone 14 và chỉ sử dụng chip A16 Bionic mới trên các mẫu iPhone 14 Pro. Một phần lý do dẫn tới việc đánh giá iPhone 14 thấp hơn là vì Apple quyết định giữ tốc độ làm mới màn hình 60Hz trên iPhone 14 và 14 Plus, chỉ dành tốc độ làm mới 120Hz trên các mẫu iPhone 14 Pro. Một điều cũng khiến người tiêu dùng thất vọng là quyết định của nhà táo khi chỉ thay thế tai thỏ bằng Dynamic Island trên các mẫu iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Kế hoạch khi phân biệt các mẫu iPhone Pro và iPhone tiêu chuẩn của Apple là để khiến người tiêu dùng chi thêm tiền mua iPhone Pro, nhưng điều này không giúp các mẫu iPhone tiêu chuẩn nhận được đánh giá 5 sao. Trang web cũng có một vài số dữ liệu thú vị khác. Với 64% đánh giá 5 sao, iPhone 5C là mẫu iPhone ít được yêu thích nhất. Với 86% đánh giá 5 sao, iPhone 13 Pro Max là mẫu iPhone được yêu thích nhất. Tiếp đó, tỷ lệ đánh giá 5 sao của bộ tứ iPhone 14 lần lượt là iPhone 14 72%, iPhone 14 Plus 75%, iPhone 14 Pro 76% và iPhone 14 Pro Max 80%. Tỷ lệ trên được đưa ra dựa trên 669.543 bài đánh giá trên Google, dữ liệu được thu thập vào tháng 4 năm 2023 và các con số có thể thay đổi theo thời gian. Số lượng đánh giá cho mỗi mẫu iPhone dao động từ 2.304 đến 56.832 nên chỉ mang tính chất tham khảo. Và như vậy thì vừa rồi cũng đã là toàn bộ những thông tin mà bọn mình muốn mang tới cho anh em trong ngày hôm nay. Anh em cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.